Chào các bác, hôm nay mình cũng sẽ thực hiện luôn cái clip này theo yêu cầu của các bạn mua trứng chim cu gáy của mình. Thì đây là những cái ổ chim của mình, trứng chim bố mẹ đang ấp. Và kinh nghiệm của các bác là các bác khuyên các bác là không nên làm một cái gì đấy giật mình đột ngột. Các bạn đi từ từ, từ xa xa và làm sao cho con chim mẹ nó đang ấp đi ra. Đó, đó, con chim mẹ bắt đầu vừa ra xong. Và đây là cặp trứng. Đó, và các bạn sẽ từ từ lấy. Và kinh nghiệm là các bạn nên lấy từng quả một. Trứng này là theo cái nhu cầu các bạn đấy, là các bạn trong vòng một vài tiếng trứng nó đã sẫm rồi thì kịp với cái thời gian để ấp. Chim bố mẹ đó, và mình sẽ phải thực hiện một cách từ từ. Và nếu như các bạn lấy liền lúc một quả một, trứng sẫm là trứng có phôi nhé, để ở đây còn lấy tiếp một quả nữa, trứng nó còn nóng mỏng luôn. Mình sẽ từ từ không nó vỡ, bởi vì làm trứng thì phải rất cực kỳ khéo léo các bạn. Đó, mình sẽ để đây. Và mình quay ra mình lấy tiếp một quả nữa. Bởi vì mình vừa phải ghi hình, mình vừa phải nhặt trứng. Trứng này là, nhìn trứng thì mình đã biết là có phôi rồi. Mình nhìn màu trứng mình đã biết là có phôi rồi. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Và khách hàng của mình đây, đuôi 824 822 Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định. Mình xin được tế nhị một chút, không công khai cái số điện thoại của bạn đấy. Và bây giờ mình sẽ phải làm công tác gói trứng. Gói trứng thì các bạn cực kỳ nhẹ nhàng thôi nhá. Đó, ngà màu xanh chim sáo có phôi. Nhiều lớp như vậy thì nó yên tâm,
để vào đây, sau đó để vào đây đó, mình quy trình mình sẽ tí nữa cho lên cho hộp, mình sẽ để cho các bạn những đôi trứng của những đôi chim bố mẹ theo yêu cầu của các bạn, mà các bạn đừng nghĩ là trứng cũng không có phôi, thì mình đảm bảo cam kết các bạn 100% trứng có phôi đó. Và nếu như mà tôi trước khi chuyển, tôi sẽ hỏi các bạn là cái chim của các bạn ấp được bao nhiêu ngày và cũng như nào, nếu đảm bảo chúng tôi mới chuyển trứng đó. Thì đây là một cái hình ảnh thực tế để cho mong các bác, cũng là một cái hình ảnh để cho các bác tham khảo. Khi các bạn có những chú vú nuôi thì chúng tôi sẽ bán trứng có phôi cho các bạn. Đây là trang trại chim cu gáy. Đấy, các bạn yên tâm là sẽ là đúng nguồn gốc. Số điện thoại để các bạn đặt mua trứng và mua chim non là 0163530982. Đó, đây là những chú chim non đã được nuôi đến và các bạn thấy là mình cũng rất là nhiều chim trong nhà. Đó, vú nuôi, những cặp vú nuôi của mình rất là nhiều. Đó. Các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay để tiếp tục đón nhận những video mới nhất của Thao Chim Cu Gáy. Thân ái chào tạm biệt.